Xin chào các bạn. Và chúng ta đang được thưởng thức một tựa game đó là God Death of Advisor. Cái trò game này thì nó có cái tên khác ở trên ấy là Maiden Academic, và mình vẫn đang trong cái năm gần như là đi nốt những cái môn game cuối này của Zumo thì mình vẫn đánh được. Nhưng có lẽ là đến mạng mấy map sau thì chắc là chịu. Gặp phải ông Minister thì hoặc ông R thì đúng là không đánh nổi. Thường mình sẽ kẹt ở đây. Đinh đinh là bắt đầu khó rồi này. Nhìn này, họ này. Một tướng, hai tướng, ba tướng lên này. Họ đây là đội hình chơi khống chế và chống hồi máu. Thì với line up là hồi hình khống chế và chống hồi máu thì rất khó, bởi vì đã có hai con khống chế ở đây là con này khống chế rồi, nó bắt đầu lên đam cho lên tướng cho Catalin, sau lại lên tiếp cho con này nữa thì rất khó. Đừng nhận bị giảm hồi máu, nhưng mà đánh thì này, như chúng ta sẽ thấy con này sẽ ra skin trước và khống chế, mà mình đã bị khống chế ba con ngay lập tức, là mình không có cơ hội ra đòn là hai tên sau rất nguy hiểm. Một dòng như thế thì khó chơi rồi, đúng không? Xong con này lại phải chống hồi máu, thế thì team hồi máu của mình sẽ bị hạn chế vô cùng. Đó. Chính vì như thế nên mới xảy ra trường hợp là mình thua cái nhà này, vì nhà này chơi đang không chế nhưng mà họ lại rất yếu về sao? Họ lại rất yếu ở cái không mảng là họ đi bắt các thứ thì không được. Đánh như này thì họ mạnh, căn bản họ quá mạnh ở khi mà họ đã có hai con lên bậc cấp 12 rồi, à cấp 10, 11 sao rồi. Đó, thấy không? Mình bị tung ở hai tuần này, sau đấy thì con này đã ra choáng. Sau con thổi sáo lại ra choáng, nên là mình không có cơ hội ra skin. Đây là một line up và khống chế, khắc chế của mình rất nhiều. Tuy nhiên là Sula của mình thì vẫn được chơi game, nếu mà không bị quá đen thì mình vẫn chơi game được. Còn bây giờ mới được chơi game này. Đó. Lần tấn 3 thì họ đã có cái line up. Khó chịu thật. Tấn sau mà nếu không bị khống chế nữa thì gần như là không thể, gần như là tướng này sẽ Sula sẽ niệm. Rồi, Suga xác liệm, đó, Suga liệm luôn. Thì khi Suga liệm thì bắt đầu là khó rồi. Mình vẫn có một cơ hội bật lại ở cái turn này nếu con này không bị khống chế. Nhưng mà nó bị khống chế rồi. Nó đã bị khống chế rồi, thì rất khó chơi. Và mình con này bị hãm hồi máu. Chắc là cái này mình thua, vẫn thắng. Mình cũng chưa hiểu tại sao mình thắng, nhưng chắc chắn là mình sẽ mất Sula. Mình không mất Sula luôn. Chắc là sau đấy thì đồng chí này đã hồi máu lại và mình bật ngược. Rất hay. Bây giờ gặp đồng chí lay up kẹo bông nhá. Sẽ nhìn thấy là bánh sẽ cũng may mắn thì ăn thôi. Họ đánh khống chế hồi máu nhưng mà đó, mình cũng ra skill, mình cũng hồi máu sẽ mang hồn nhiều hơn. Đây là họ 4 đam, ở đâu một tanh 4 đam. Chính xác là 4 đam. 4 đam, 4 đam trong đó một ta hai tanh cứng. Rất khó chịu. Một bút máu. Với hai kẹo bông này mình nghĩ mình ăn, vì mình có hai bút máu rồi và họ không có giảm hồi máu. Với line up này thì mình sẽ đánh dần dần về sau, mình sẽ khỏe hơn. Đó, Sula như vậy đã lên. Này họ lên bút máu nhưng mình có bút nhiều hơn. Đó, thế là mình vẫn đang đầy máu. Tiếp đến mình ra skill, mình sẽ không chí mạng, mình không được hit cái mình không bleeding được trận lúc nãy. Nhà nó
sau đó thì thế nhưng mà họ không có đủ tướng gây 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 giảm hồi máu, thì chỉ sau vài tơn khi mà các tướng tanh chết thì mình lại hoàn toàn có cơ hội đánh sân chơi được của mình, không sốc tan được Sula, hoàn toàn không có cơ hội sốc nào. Hai lần chí mạng đang chỉ tầm 80.000, không sốc nổi, nó hồi máu to, đánh sau mà lại thấy to thì cũng không ảnh hưởng gì. Hồi máu đó, ô đồng chí này cũng hồi máu đó, mình vẫn đang full mình, không vấn đề gì đó. Tuần sau mình sẽ đến lượt mình sắp đang số của mình nào tăng chất lượng đó, thấy không? Thế nữa thì tân ba có nghĩa là tân tân sáu mình sẽ sốc đan, nếu mình sốc chết thì mình sẽ tiến vào bên trong mà gần như là mình sẽ lợi hơn. Và chắc mình sẽ thắng và mình sẽ không mất chết nào. Thường thì phải đánh combo của Sula thì nó chỉ tăng đam khi mà hay thôi, thì nó cũng đó, tướng này sắp đi rồi này, đúng không? Làm sao giết được Sula mình nghĩ nó hồi máu nhanh như điều như vậy. Xong mình đi trước, bốc cháy thì sao, nhà này không có hồi sinh, rất khó bật cửa bật, không có hồi sinh, họ không chơi hồi sinh. Không sốc là họ có sốc ra nhưng không sốc được. Không cắt thì thôi. Cái này nó hơi hơi mỏng. Đi. Cái giường đẹp mà cái giường mà gọi là cái giường mà sướng nhất vẫn cái giường nhà mình, cái người gọi là quen với mình nhất, ngủ với mình nhiều nhất thì vẫn là cái người gọi là ở với họ rất là thoải mái nhất. Sinh không thể nói chơi được,
làm việc cái chứ. Đang làm việc cái chứ. Để hôm nay tao ngồi nói trước từ đến giờ hướng dẫn mọi người chơi game. Đấy. Cười gì mà cười. Tao hoàn toàn hướng dẫn mọi người chơi game đấy đấy chứ. Tao có làm gì đâu. Ôi, này đánh được nha. Cái này đánh được nha. Lần đầu tiên đi qua bài chơi không? Vì hôm nay là mình đánh thì mình mới đi được bài, chứ nếu thường là bài hồi máu thì mới đi được thế này, chứ còn nếu mà bài kia thì rất khó. Tại vì bài hồi máu thì mới chì thì có thể đánh được đến map cuối cùng, nhưng các bạn cứ nghĩ mà đánh 3-4 ông giống khỏe giống hệt mình, chẳng qua khác lay up thôi, thì làm sao đến mấy tuần sau mà không đủ máu thì mấy tuần sau làm sao đánh nữa. Hôm nay có vẻ may mắn là mình đánh qua được cái nhà mấy nhà kia, kể cả cái nhà chống hồn máu. Lay up dễ thế này. Lần này thì lay up nhà này dễ rồi. Tưởng gặp ông Minister thì mới kinh như. Nhận thôi, xịn quá. Tặng các bạn con Catherine hay là con hay là thông đây là tặng các bạn con Akasa đi. Không, tặng các bạn con Sandra đi. Không là chơi được Sandra thì cứ chỗ đấy, mình nhận được phát nữa này. Úi giời, uy tín hai phát ơi, nhận được phát nữa này. Và mình nhận 3 phát liền, úi rồi. Nhận game nhận 3 phát liền. Thế thì ông 11 mm rồi. Sau khi đi bài xong thì nó đã 11 mm và xin kết thúc cái video ở đây và